quý vị chúng ta đang theo dõi kênh YouTube của forex.com.vn ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong các bài phân tích cơ bản, chúng ta thường được nghe nhắc đến thuật ngữ Reflection Trade. Có thể nhiều bạn vẫn đang còn thắc mắc đây là gì. Do vậy, trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về thuật ngữ này nhé. Reflation Trade tạm dịch là giao dịch tái hồi phục, giao dịch dựa vào kỳ vọng hồi phục kinh tế, là một kiểu giao dịch ám chỉ việc đặt cược rằng một số lĩnh vực nhất định của thị trường sẽ hoạt động tốt ngay sau khi các cuộc suy thoái hoặc khủng hoảng kinh tế kết thúc. Và cơ bản đó là hoạt động đặt cược vào các cổ phiếu có tính chu kỳ và giai đoạn đầu của quá trình thị trường phục hồi. Reflation, sự hồi phục tăng phát, phản ánh việc các chính sách tiền tệ đưa ra để kích thích chi tiêu, ngăn chặn giảm phát và thúc đẩy tăng trưởng. Trong nền kinh tế ngày nay, những người ủng hộ giao dịch tái hồi phục, Reflation Trade đang đặt cược vào một số lĩnh vực có khả năng tăng trưởng khi nền kinh tế phục hồi khỏi tình hình bất ổn và lạm phát tăng cao như hiện tại. Lần cuối cùng mà các giao dịch tái hồi phục Reflation Trade hoạt động tốt là vào năm 2009 khi nền kinh tế hồi phục ngay sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Reflation và Inflation hồi phục với lạm phát. Mặc dù cả hai đều ám chỉ việc gia tăng giá cả hoặc là giá trị, nhưng Reflation và Inflation không giống nhau. Trong khi Reflation chỉ sự hồi phục của những giá trị bị mất trong thời kỳ suy thoái kinh tế, và nhiều nhà kinh tế coi Reflation là một dấu hiệu lành mạnh của một nền kinh tế đang cải thiện. Nó thường đi kèm với kích thích kinh tế. Mặt khác, inflation lạm phát lại là sự gia tăng giá cả vượt quá mức bình thường và là mối đe dọa đối với sự phục hồi kinh tế vì nó có thể làm giảm sức mua của người tiêu dùng và làm cho việc vay tiền trở nên đắt đỏ hơn. Hiểu về các cơ hội giao dịch tái hồi phục, Reflation Trade, Reflation sự hồi phục ở đây không có nghĩa là toàn bộ thị trường sẽ tăng lên khi hoạt động kinh tế trở lại mức bình thường hoặc thậm chí là cao hơn. Thay vào đó, nó ám chỉ một số lĩnh vực nhất định có sự hồi phục sau khi suy giảm trước đó. Ví dụ, một số nhà đầu tư nhận thấy động lực hồi phục mạnh trong các lĩnh vực như khách sạn, du lịch, ăn uống, những lĩnh vực vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 sau khi thế giới mở cửa hậu đại dịch. Các nhà đầu tư quan tâm đến giao dịch tái hồi phục, Reflation Trade có thể đầu tư vào các cổ phiếu riêng hoặc đầu tư vào các quỹ giao dịch hoán đổi ETF cụ thể nào đó để tăng mức độ tiếp xúc với ngành, hoặc đó cũng có thể là các quỹ chỉ số. Hồi phục là một khả năng có thể xảy ra trong nền kinh tế ở hiện tại, tuy nhiên không có gì là chắc chắn. Lạm phát vẫn đang ở mức kỳ vọng của các ngân hàng trung ương và chính sách thắt chặt tiền tệ vẫn đang tiếp diễn. Hy vọng thông qua bài viết này, trader sẽ có thêm kiến thức về chủ thể. Hy vọng qua bài viết này, trader sẽ có thêm kiến thức về chủ đề Reflation Trade. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.